đứa bé và bên vực người đàn bà rồi bị bắt. Pio kể như sau, thật là một cảnh tượng khủng khiếp, trẻ con bị bỏ rơi, có đứa bị bỏ rơi ở giữa đám cháy. Tôi đã trông thấy người ta cứu một đứa ra, có những người đàn bà bị chúng cướp đồ đạc, giật mất hoa tai. Pio đỏ mặt, lúng túng. Lúc bấy giờ có một đội tuần tiểu đến, họ bắt tất cả những người nào không cướp bóc, bao nhiêu đàn ông đều bị bắt hết. Cả tôi cũng vậy. Chắc là anh không kể hết. Chắc anh có làm việc gì?" Nata ngừng một lát, "Một việc gì rất tốt." Pio lại kể tiếp. Trong khi kể lại cuộc hành trình chàng định bỏ qua những chi tiết khủng khiếp, nhưng Nata cứ khẩn khoản xin chàng đừng bỏ sót một chút gì. Pio bắt đầu kể về karate, chàng đã rời bàn ăn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, Nata đưa mắt nhìn theo, nhưng rồi nghĩ thế nào lại thôi. "Không, hai tiểu thư không thể hiểu tôi đã học được những điều quý giá như thế nào ở con người vô học." tưởng chừng như ngu ngốc ấy. Không, không, anh kể đi, Nata nói, thế người ấy bây giờ ra sao? Chúng nó giết chết bác ấy gần như ngay trước mặt tôi, và Pio bắt đầu kể lại thời kỳ cuối của cuộc hành trình, bệnh trạng của Karate, giọng chàng cứ phút phút lại rung lên, và cái chết của bác ta. Pio kể lại những chuyện chàng đã trải qua, và chưa bao giờ chàng nhớ lại người chuyện ấy dưới một ánh sáng giống như lúc này chàng dường như thấy một ý nghĩa mới trong những sự việc chàng đã sống qua bây giờ khi kể tất cả những sự việc đó cho nata nghe chàng được hưởng cái thú hiếm có mà phụ nữ thường đem lại cho những người đàn ông khi nghe họ kể chuyện không phải những người phụ nữ thông minh trong khi nghe thường cố nhớ lại những điều mà người ta nói để làm cho trí tuệ mình phong phú thêm và hễ có dịp là đem ra kể hoặc cố gắng xếp đặt lại những điều đã nghe kể theo kiểu của mình và nóng lòng nói ra cho nhanh những câu nhận xét thông minh rút ra từ cái cơ ngợi trí tuệ nhỏ bé của mình, mà là những người phụ nữ chân chính có cái năng khiếu lựa chọn và hấp thụ tất cả những cái gì tốt đẹp trong những biểu hiện của nam giới. Nata, tuy chính nàng cũng không toàn tâm toàn ý nghe Pio kể, nàng không hề bỏ qua một mảy may nào, dù là một câu một chữ, một chỗ dao động trong giọng nói, một cái nhìn, một cử chỉ một thớ thịt trung động trên gương mặt của Pio. Một từ vừa phát ra đã được nàng đón lấy và đưa thẳng vào cõi lòng cởi mở của nàng, và nàng đoán được cái ý nghĩa bí ẩn của tất cả hoạt động nội tâm Pio. Công tước tiểu thư Maria hiểu câu chuyện kể, đồng cảm với chàng, nhưng bây giờ có một điều khác thu hút hết sức chú ý của nàng, nàng thấy rằng giữa Nata và Pio có thể có tình yêu và hạnh phúc được. Và ý nghĩ ấy, lần đầu tiên đến với nàng, đã khiến lòng nàng vui mừng khấp khởi lúc ấy trời đã sáng. Những người hầu bàn vẽ mặt rầu rĩ và nghiêm nghị chốc chốc lại thay nến, nhưng không ai để ý đến họ. Pio đã kể hết. Nata với đôi mắt sáng long lanh vẫn nhìn chàng chăm, chú như muốn hiểu biết những điều còn lại mà có lẽ chàng không nói ra. Pio, vẻ bối rối và sung sướng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nàng và ngẫm xem bây giờ nên nói gì để chuyển câu chuyện sang một đề tài khác. Tiểu thư Maria ừng lặng. Không ai thoáng có ý nghĩ rằng bây giờ đã là 3 giờ sáng và đã đến lúc nên đi nghỉ. Người ta thường nói, tai họa, đau khổ, Pio nói, nhưng nếu bây giờ, ngay giây phút này có ai nói với tôi, anh có muốn tiếp tục sống như hồi bị bắt, hay sống lại từ đầu tất cả những sự việc ấy không? Thì tôi sẽ trả lời rằng xin trời cứ cho tôi bị tù và ăn thịt ngựa lần nữa. Ta cứ tưởng hệ bị vứt ra khỏi con đường quen thuộc là đã mất hết, nhưng thật ra lúc đó mới bắt đầu có một cái gì mới mẻ tốt đẹp. Một khi hãy còn cuộc sống thì tất là hãy còn hạnh phúc. Trước mắt chúng ta còn nhiều, nhiều lắm. Điều này tôi nói với cô đấy, chàng nói thêm với Nata. Phải, phải, nàng nói, đáp lại một điều gì khác hẳn, và tôi không ao ước gì hơn là sống lại tất cả từ đầu. Pio chăm chú nhìn nàng. Vâng, không còn ao ước gì hơn nữa, Nata nhắc lại. Không đúng, không đúng, Pio nói to lên, tôi còn sống và muốn sống, thì đó chẳng phải là lỗi của tôi, cô cũng thế. Bỗng Nata gục đầu vào tay và khóc. Nata làm sao thế? Công tước tiểu thư Maria nói. Không, không sao cả, nàng nhìn Pio, mỉm cười qua làn nước mắt, chào anh nhé, đã đến lúc đi ngủ. Pio đứng dậy cáo từ. Công tước tiểu thư Maria và Nata vẫn thường như vậy, lại gặp nhau trong phòng ngủ họ nói chuyện về những điều pio đã kể tiểu thư maria không nói ý kiến của nàng về pio nata cũng không nhắc đến chàng thôi maria ngủ ngon nhé nata nói maria biết không nhiều khi em sợ rằng chúng mình không nói đến anh ấy công tước andrey như thể sợ làm cho tình cảm chúng mình thấp kém đi thế rồi dần dần đâm ra quên anh ấy công tước tiểu thư buông một tiếng thở dài nặng trĩu và tiếng thở dài ấy thừa nhận rằng nata nói đúng nhưng ngoài miệng nàng không đồng ý với bạn. Làm sao có thế quên được? Nàng nói. Hôm nay em kể được hết mọi việc, thấy nhẹ nhõm quá, em vừa thấy khổ tâm, vừa đau xót, vừa thấy nguôi lòng. Rất nguôi lòng, Nata nói, em tin chắc rằng Pio quý anh ấy lắm. Chính vì vậy em kể cho Pio nghe, kể như vậy có làm sao không, nàng bỗng đỏ mặt hỏi. Kể cho Pio ấy à? Ồ, không. Anh ấy quá tốt tiểu thư maria nói maria nata bỗng nói với một nụ cười tinh nghịch mà từ lâu tiểu thư maria không trông thấy trên gương mặt nàng anh ấy trông sạch sẽ trơn tru tươi tắn như là vừa mới tắm ấy maria có hiểu không về tinh thần ấy mà có đúng không phải tiểu thư maria nói anh ấy hơn trước nhiều lại mặc áo đuôi én ngăn ngắn tóc cũng cắt ngắn đúng thật đúng như vừa mới tắm xong như ba cũng có khi mình hiểu rằng anh ấy công tước Andre, chưa mến ai bằng Pio, tiểu thư Maria nói. Đúng, và anh ấy khác Pio lắm. Người ta thường nói là đàn ông họ thân nhau khi nào họ thật khác nhau. Chắc chắn là đúng như vậy có đúng là Pio chẳng giống anh ấy tí nào không? Đúng, và Pio thật là một người tốt tuyệt trần. Thôi Maria ngủ ngon nhé, Nata đáp. Và nụ cười tinh nghịch lúc nãy như bị bỏ quên vẫn vương lại trên gương mặt nàng.